Hoàng đế Gia Long Nguyễn Ánh, nhân vật lịch sử gây tranh cãi bậc nhất, được các nhà sử học Việt Nam đánh giá là một vị vua công tội như nhau. Sinh năm 1762, qua đời ngày 3 tháng 2 năm 1820, Nguyễn Ánh là hậu duệ của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Sau khi gia tộc chúa Nguyễn bị khởi nghĩa Tây Sơn lật đổ thì ông phải trốn chạy trong suốt 25 năm. Để giành lại vương vị, ông mời quân Xiêm Thái Lan đánh vào Nam Bộ, hứa cắt đất và cống nạp để mời quân Pháp và chở 50 vạn cân gạo để giúp quân Thanh Trung Quốc đang chiếm đóng Bắc Bộ. Về sau, nhà Tây Sơn suy yếu trước cái chết đột ngột của vua Quang Trung. Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Nguyễn lấy niên hiệu là Gia Long và sử dụng quốc hiệu Việt Nam. Vua Gia Long cắt vùng đất Trấn Ninh ở miền Trung Việt Nam cho Vương quốc Vạn Tượng là nước Lào sau này để nhận lấy sự ủng hộ của họ trong cuộc chiến với nhà Tây Sơn. Nước Việt thời vua Gia Long tăng thuế khóa và lao dịch quá nặng nên bị người dân bất bình. Chỉ trong 18 năm đã có khoảng 90 cuộc khởi nghĩa nổ ra trên cả nước.